Nawaz đồng tình không hỗ trợ Việt Nam đăng cai tổ chức MGI 2023. Việc chủ tịch Miss Grand International có hành động đồng tình với bài đăng khiêu khích đáp trả Việt Nam khi đăng cai tổ chức MGI 2023 khiến dân tình dậy sóng. Là chủ tịch của cuộc thi nhan sắc tầm cỡ, hành động của ông Nawaz gây mất thiện cảm với công chúng, đặc biệt là các fan sắc đẹp Việt. Người hâm mộ cũng ngóng chờ sự chuẩn bị kỹ càng, đầu tư chỉn chu cho MGI 2023. Theo lời bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Việt Nam chia sẻ, việc đại diện Việt Nam đoàn Thiên Ân Ao top 10 chung cuộc khiến dân tình dậy sóng. Ngay sau khi công bố kết quả, lượt follow trên Instagram chính thức của Hoa hậu Hòa bình quốc tế tụt dốc không phanh, từ 6,5 triệu lượt theo dõi tính đến thời điểm hiện tại, lượt theo dõi giảm chỉ còn khoảng 4,3 triệu. Việc fan sắc đẹp thi nhau bỏ follow khiến truyền thông đặc biệt chú ý. Mới đây nhất, ông tiếp tục có động thái cà khịa fan Việt. Cụ thể, một bài viết trên fanpage Thái có nội dung như sau. Việt Nam sẽ tự tổ chức Miss Grand International 2023 mà không có sự hỗ trợ nào, như là một sự trừng phạt dành cho fan Việt Nam. Netizen nhanh chóng phát hiện chủ tịch MGI đã thả tim cho bài viết này như một cách đồng tình. Chủ tịch MGI, Mr. Nawaz đã nhiều lần thể hiện thái độ không chịu ngồi yên nhằm đáp trả fan Việt. Ông có những chia sẻ về lý do đại diện Việt Nam ao top khiến fan bức xúc, cho rằng ông đang không tôn trọng cơ thể thí sinh. Bên cạnh đó, ngài chủ tịch cũng đăng nhiều story thể hiện thái độ dằn mặt trước công chúng Việt. Trang chủ chính thức của MGI trên Instagram đã hủy theo dõi Miss Grand Việt Nam ngay lập tức sau khi lùm xùm xảy ra. Như vậy, trước động thái của Gina, công chúng càng quan tâm đến động thái nước nhà. Trong livestream của bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Việt Nam cùng đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, bà hé lộ sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ đồng cho việc đăng cai tổ chức MGI 2023. Đây quả là con số cực kỳ lớn, cho thấy Việt Nam rất quan tâm và có sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Bạn nghĩ sao về hành động của chủ tịch MGI và những chia sẻ về việc đăng cai tổ chức MGI 2023 của CEO Sen Vàng? Hãy để lại bình luận và cập nhật những thông tin mới nhất tại Bắp Channel nhé!